Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh sự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Kính chào quý vị khán giả, trận lũ lụt năm 2021 và năm 2022 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân Trung Quốc và năm nay lại tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Gần đây, nhiều tỉnh hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên đã bị mưa lớn tập kích. 36 con sông vượt mức cảnh báo. Các quan chức Bộ Thủy lợi cho biết không loại trừ khả năng xảy ra lũ lụt. Kể từ ngày thứ Sáu tuần qua tại 9 tỉnh thành của Trung Quốc bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn của 6 con sông đã vượt trên mức cảnh báo và một số thành phố đã xảy ra lũ lụt. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vào sáng nay ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, mưa lớn xối xả và thành phố như biến thành đại dương. Trước đó 2 ngày, thành phố Nghi Xương, Phúc Kiến cũng xuất hiện lũ lụt. Vào sáng nay, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 16 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một tờ báo địa phương đăng tải cho hay. Vào lúc 2 giờ 38 phút rạng sáng hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà cao 7 tầng đã tràn qua 3 tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triển đê của một nhánh sông Dương Tử với một tốc độ khá nhanh và với một lượng nước khổng lồ đã nhanh chóng vùi lấp săn phẳng một khu tự trị của Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận mưa lũ ống ngày hôm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Vân Nam, Giang Tây, An Huy và Quý Châu vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự giận dữ của thiên nhiên và lũ lụt sáng sớm ngày hôm nay làm cho miền Nam Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp cho chính quyền và người dân ở đây nắm bắt được tình hình. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống, lũ quét vào rạng sáng hôm nay lại kinh hoàng đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều luồng ý kiến trái chiều thì cho rằng đây có thể là nhân quả báo ứng đang giáng lên đầu chính quyền ông Tập. Bởi tính từ đầu tháng 2 cho đến bây giờ, Trung Quốc liên tục phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất. Theo thống kê, từ đầu năm cho đến bây giờ, hết mưa to, gió lớn cho đến bão tố phong ba mịt mờ gây lũ quét, lốc xoáy, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần đã liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho chính phủ của Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, một trận lũ ống từ thần lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn cả, mọi nguy hiểm vẫn đang luôn rình rập con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong một tháng qua đã liên tục đứng trước tình thế nguy cấp, có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Trận lũ ống cao tới hơn 8 mét, chiều cao bằng một tòa nhà 2 tầng đã ập về vào rạng sáng hôm nay. Giới quan sát phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập. Bởi những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới và những phần lãnh thổ, lãnh hải mà Trung Quốc đã cướp đi với những nước trong khu vực, những gì mà chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì những ngày vừa qua, chính phủ ông Tập Cận Bình đã nhận lại được những đòn đau của luật nhân quả báo ứng. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàng và hống hách ngạo mạn của phía Trung Quốc, thì nay đã có những thảm họa thiên nhiên ra tay chịu hậu quả thay cho thế giới. Những quan điểm đã được nêu rõ ràng rằng, thiên nhiên nên nhắm vào những quan chức của chính phủ Trung Quốc, còn người dân họ chỉ là những người vô tội, chân yếu, tay mềm. Sự ngông cuồng xấu xa của chính quyền Trung Quốc thì mới xứng đáng để thiên nhiên trừng phạt. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc đại lục. Rất thương cảm cho những người dân nước này, bởi vì người đứng đầu Trung Quốc là nhân vật gây ra thảm họa trong ngày hôm nay.
Vì thế, những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng vừa qua, nên lượng nước thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng thấp của Trung Quốc, gây ra sạt lở nghiêm trọng. Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất liên tục xuất hiện. Không những thế, các tỉnh phía Nam Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp hai vụ động đất mạnh với cường độ 3,5 độ Richter và 8,0 độ Richter, khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang. Do lượng nước xả từ ba cửa xả khổng lồ của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ cao với 50.000 mét khối trên giây đã tạo ra lũ ống, lũ quét, tuy nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 15 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới gần 2.000 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô lớn nhỏ, tivi, tủ lạnh, đồ điện gia dụng bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, cây trái, hoa màu bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ, 26 tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc vẫn chìm trong biển nước từ 4 đến 5 mét, thậm chí những nơi thấp trũng lên tới 9 đến 12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh ở các video do người dân ở Phượng Hoàng, Cổ Trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tới 5-6 tầng thì bây giờ chỉ còn 1-2 tầng trên cùng là không bị ngập. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền, bởi chính phủ Trung Quốc mất nhiều năm nữa cũng chưa chắc khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới đây, lượng mưa, lũ quét, sạt lở, động đất và núi lửa liên tục xảy ra tại 26 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc và có thể gây ra ở những vùng xung quanh khác nữa. Trung Quốc tiếp tục nhận được những tin sét đánh. Tin này rất đen đủi đối với phía Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng Vạn Lý, Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của nước này. Họ rất hãnh diện khi nhắc đến những điểm du lịch này. Nhưng các nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập không sám hối và không thay đổi tính nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời và đất sẽ nổi giận, săn phẳng những nơi kể trên. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không còn tin cậy vào người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh là ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có một cuộc sống yên bình, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng mong ước nhỏ nhoi đó đang bị chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi tham vọng của mình, ông Tập Cận Bình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành một cường quốc số 1 trên thế giới, vượt qua cả Mỹ và Liên minh châu Âu. Chính ông Tập Cận Bình đã quá vội vã, mắc quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia. Bây giờ ông ta bị cả thế giới quay lưng vì mất lòng tin. 14 nước có chung đường biên giới với Trung Quốc, bây giờ chỉ có Pakistan là còn giữ mối quan hệ với Bắc Kinh vì Trung Quốc là mối nguy hại cho toàn cầu. Hiện tại thế giới chỉ có một nước duy nhất, đó là chính phủ của Thủ tướng Hun Sen Campuchia, là thân cận với Bắc Kinh. Được biết, chính phủ Campuchia đã chi viện rất nhiều gạo và bánh mì cho người dân của Trung Quốc khi mưa lũ ập đến. Điều đó cho thấy rằng tay chân thân cận của ông Tập Cận Bình là Thủ tướng Hun Sen tỏ ra rất trung thành với Bắc Kinh. Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống vào rạng sáng hôm nay sẽ là một trận trừng phạt cuối cùng của trời và của đất. Nếu như chính quyền ông Tập không biết ngồi lại, nhận ra những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua, đồng thời chính quyền ông ta phải biết cúi đầu sám hối và phải tự biết hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt bành trướng ở ngoài Biển Đông, không đem quân đội đi xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực và nhất là với Đài Loan, Việt Nam thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không mẹ thiên nhiên mà giận dữ thêm một cường độ nữa thì chắc chắn con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ tung và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Nhưng để làm được điều đó thì chính quyền của ông ta phải nhận được ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn đang còn hống hách. Quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa ở quanh hòn đảo Phú Lâm, giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay do thám của Mỹ đã bị không quân Trung Quốc xua đuổi quanh hòn đảo Phú Lâm vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển chủ quyền của phía Trung Quốc vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm
lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo của phía Trung Quốc đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới của Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc luôn luôn tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi Ấn Độ nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhiều nhà phân tích cho rằng, trong nước thì liên tục động đất, núi lửa, lốc xoáy, vòi rồng, sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống. Nhưng Trung Quốc lại không quan tâm đến người dân, vẫn mang quân đội xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của hai nước. Điều đó cho thấy rằng tham vọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất lớn. Các cụ đã nói rồi, tham nhiều thì thâm nhiều. Vì thế, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, Mỹ, Nhật cho biết, Trung Quốc trong những tháng tới vẫn liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh. Bão tố liên tục xuất hiện ở Trung Quốc và chắc chắn rằng trong thời gian tới nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ sống trong cảnh ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.